Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app Free Fire uy tín số 1 Việt Nam. Tính chưa đâu phải hả bạn ơi? Đứng lại bạn ơi. Ui, đứng lại bạn ơi, đứng lại bạn ơi. Đứng lại bạn ơi. Đây bạn điểm số cho bạn. Đây, kẹo đứng tại đây và quần máu luôn nha. Có một đứa ở đâu đấy anh em ơi. Nó rất là gần chỗ này thì phải này. Ok anh em. Ui. Thằng này có bông keo này, từ từ nhá. Đây. Dựng cái bông keo này, đấy. Lút đồ cho nó an toàn anh em ơi, spam 12 này. MP5 nhá. Kẹo lấy tạm MP5 nhá các bạn. Mình sẽ vứt cái báng súng ra. Theo đấy là trang bị cái khác anh em ạ, à. Đây đây. Vứt báng súng ra này và trang bị tay súng 2 nhá. Ngon rồi anh em ơi. Let's go thôi. Ôi mình vừa nhấn lộn vào cái nút cài đặt các bạn ạ. Chỉ là nhấn lộn mà thôi đây. Comment này. Trên này thì kẹo chưa thấy ai cả này. Trên này có ai đâu các bạn ơi. Mình vừa thấy là có một cái ký hiệu bắn súng các bạn. Wow. Đậu xanh chỗ nào vậy? Trên tròi hả? Sao kẹo không thấy vậy? À. Nó đang ngồi bên này các bạn ơi. Nó đang ngồi bên này các bạn ơi. Ui. Làm gì nhau? Làm gì nhau bạn ơi? Tưởng ở đâu cơ anh em ơi. Nó ngồi ngay trên tròi nhưng mà cái lần đầu tiên kẹo chạy thì kẹo lại không có thấy này. Căng rồi nha bạn ơi. Mình lại sợ bạn quá rồi đấy. Ok các bạn. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn còn chưa có quả bóng kẹo được cơ. Hơi chán đây. Chúng ta sẽ lên phía trên này nha anh em ơi. Hình như là mới có thêm một cái thính mới ở ngay hướng 160 độ này. Ok qua luôn ngại gì. Qua luôn chứ ngại gì mà không qua hả anh em. Đây rồi. Kẹo chạy lên trên luôn nhé. Đấy chúng ta sẽ lên trên để lượm thính nữa nha mọi người. Thính này thì quá là thơm và ngon rồi. Ok các bạn ơi, let's go thôi nào. Uầy. Đây. Lấy tạm con xe Monster Truck này xuống dưới lượm thính thôi nha em ơi. Kẹo tưởng là thính nhưng mà nó là xe các bạn ạ. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, thằng nào đây? Thằng nào lùi xe đây, thằng nào đi lùi đây. Đứng lại em ơi. Mày đi lùi với anh hả? Đậu xe đi lùi hả? Thế nên đi lùi này anh em ơi, đi lùi này. Gắt vậy ai chơi? Ui. Đi lùi gì mà nhanh vậy? Đậu xanh đứng lại. Đứng lại này. Anh bảo đứng lại cơ mà. Anh bảo đứng lại cơ mà. Vỡ đầu. Bảo đứng lại không nghe cơ, vỡ đầu cho em ơi. Bảo đứng lại không nghe và cái kết nó vỡ đầu luôn các bạn ạ. Mình đang có 9 tấm máu nhá. Không biết thằng này có thêm đại tử liên không nhỉ? Có này, bớt bớt máu đi anh em ơi. Lượm đại tử liên nhé, ok ok. Tầm này là ổn nha các bạn ơi. Tiếp tục lên lấy xe mạng nào. Ok anh em. Đây, lấy con xe xanh này chạy luôn nha. Uầy, người đấy hả? Đứng lại bạn ơi. Đứng lại bạn ơi. Ô tô bay này, đậu xe này bạn ơi. Nổ xe nha. Tuổi gì bạn ơi. Trời ơi, sĩ kẹo mà lại sấy cả ô tô bay lên trời luôn nhé. Các bạn tuổi gì? Các bạn tuổi gì đó chơi với kẹo hả? Ok anh em. Anh nghe thấy kẹo còn... Ui ui, đậu xanh. Ui đậu xanh anh em ơi, chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy nhanh anh em ơi. Mình quên mất. Không có quả bóng keo nào. Thế hơi gắt rồi anh em ạ. Đã định bảo là anh em thấy kẹo quá ngầu hay không. Như này gắt quá các bạn ơi. Ui ui. Nó vừa chạy qua phía thùng gỗ này. Định chạy qua đây để móc mình đi mà. Chạy lên trên rồi cả. Ui. Chạy lên trên rồi cả. Ui, đậu xanh mày. Đậu xanh mày. Ui. Mày dựng băng keo với anh cả. Đấy nhá. Xem nó đứng đấy được bao nhiêu lâu này. Ok mọi người. Let's go này, kẹo qua luôn nha. Xem mày đấy được bao nhiêu lâu nhỉ em ơi. Ui, chạy à. Chạy à. Ui, chạy à, chạy nhanh vậy. Chạy nhanh vậy. Chạy nhanh vậy. Ui. Chạy nhanh vậy. Ui. Vỡ đầu nhà em. Chạy nhanh vậy em ơi.
Ok các bạn đây, đợi thêm máu đây. Đó, kẹo sẽ cuốn máu các bạn nhá. Anh em thấy gắt chưa? Ok này anh em. Đây rồi các bạn ơi. À và mình sẽ cần thêm máu nhá. Đấy, lượm thêm máu đây anh em. Ngon luôn nha. À, giảm thanh nữa cả. Ok các bạn đây, mình lượm liệu chóa nhiều quá. Vứt bớt liệu chóa đi này. Ok anh em, có cả scar luôn cơ. Nó lại ngon quá nhỉ các bạn. Cái giáp bây giờ nát quá rồi anh em ạ. Giáp 3 quá nát rồi các bạn ơi. Quay lại chỗ cũ nào. Ở đây không biết là còn cái nâng giáp ai không nhỉ anh em. Không còn cái nâng giáp cơ. Thế này ra mấy vậy? 5 tùy máu mình thấy không ổn lắm. Mình sẽ lượm thêm máu nữa nha. 7 tùy máu đây. Rồi các bạn ơi, let's go nào. Đây mình có phía này. Lấy con xe này nha anh em ơi. Xe kia nó bốc khói rồi, chạy gì nữa. Giáp hơi nát, mình xem có giáp mới không mình đổ này. Đấy, ok. Giáp 3 này ngon hơn nha. Let's go nào các bạn ơi. Qua bên này nào. À, lấy tạm con xe này cắn người cho dễ các bạn ạ. Đây rồi. Let's go. Ok và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi sân mạng nhé anh em. Chạy lên quanh quần nào. Hiện tại thì kẹo chưa thấy ai ngoài này cả anh em ơi. Đây, thế lên tạm phía trên nhá. Ui, phía trên có ngay một đứa này. Ui, bạn đây đừng, đừng bạn đây. Ghê vậy. Ghê vậy anh chơi, ui. Hexox trên xe bảng AK luôn cả. Xấy kinh vãi trưởng vậy anh em ơi, tôi không ngờ đấy. Mặc dù tôi chạy xe này cũng khá là nhanh mà nó xấy gọi là gắt vãi trưởng. Thế thì kinh rồi. Thật sự là kẹo cũng đến cạn lần luôn các bạn ơi. Dừng lại ở top 10 với 5 kill, chán quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.